А что, хая? Значит, я утораюсь, а мне хвату молоды. Nói đi đi karaoke đâu vui bác Tài. Đâu thì trễ mà 12 giờ người ta bắt khách rồi. 12 giờ là dẹp rồi hả bác Tài? Đúng rồi. Chứ người ta không phải ngoài đất là hát sốt sàng đâu. Dạ. Bác Tài chắc đi karaoke nhiều lắm nè. Không, bác Tài ý lắm. Bác Tài không có thời gian hát karaoke. Với lại đây là không phải là đất ăn chơi, cho nên là bác Tài ít khi hát karaoke. Dạ có gì. Dạ đó miếu cầu với chị. Miếu cậu vô cúng xin gì vậy bác Tài? Xin về sức khỏe con cái và học hành, đúng cậu? Dạ. Ai muốn con cũng xin cậu. Cậu đó là cậu sao bác Tài? Cậu đó là con của vua Nguyệt Ánh và con của bà Hoàng Phi Yến. Cậu vua Nguyệt Ánh hả? Con của vua Nguyệt Ánh và con của bà Hoàng Phi Yến. Chuyện thiết tại sao cậu đó linh quá vậy bác Tài? Hồi cậu mất lúc 5 tuổi ấy, mà con cậu là con của vua nữa, cho nên cậu rất là linh. Mà hồi đó cậu đó sống đây ha? À, đúng rồi. Dạ. Hay quá. Mà sao nguyên nhân gì cậu đó lên đạo côn đảo sống vậy bác Tài? Hồi xưa anh thì cũng không biết cho lắm, cho nên anh không dám, bởi vì ở đây biết cái gì thì mình nói cái đấy. Bởi vì chi tích lịch sử hồi xưa thì mình biết cái gì mình nói cái đó thôi, chứ còn không biết thì mình không nói được. Dạ. Yeah.